Shop gốm Nhật Hoa Giấy xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay shop sẽ lên một số sản phẩm phục vụ cho mục đích sưu tập và gia dụng. Quý khách mua hàng xin vui lòng chọn mã sản phẩm là chữ H có số đứng liền kề. Quý khách liên hệ với shop qua số điện thoại 0979637554. Quý khách có thể gọi bằng số di động hay số Zalo để thuận tiện cho việc trao đổi thông tin hình ảnh của sản phẩm khi gửi hàng. Shop sẽ up video vào khoảng 11 giờ mỗi ngày, chủ nhật nghỉ. Quý khách vào xem video xin vui lòng nhấn like, đăng ký và chia sẻ để nhận được những thông báo mới nhất về những video mới. Sản phẩm đầu tiên đó là một cái cặp ly phu thê. Phu thê là một cái dạng rất là đặc trưng trong cái phong cách gốm sứ của người Nhật. Người Nhật thì họ có ly phu thê, chén phu thê, tô phu thê, dĩa phu thê, thậm chí là có những cái bộ trà chỉ gồm có hai ly phu thê. Cái ly này dáng rất là hay, cái dáng đáy tròn, thắt eo, miệng lê nhẹ, nhìn rất là duyên dáng. Trên cái ly này nè, nó phủ cái men rất là độc đáo, men kiểu lông thỏ. Cái màu men rất là tinh tế, đáy nó có cái truyện ký của nghệ nhân, cốt dày rất là nặng. Cái ly lớn nó cao 8.5, đường kính là 7, mà sản phẩm là H1, giá 120k trên cặp. Sản phẩm thứ hai đó là một cái an đựng nước bằng đồng, rất là đẹp. An này cái dáng hay, đáy nó to, miệng nhỏ dần, nhìn rất là hay. Trên thân nó có những cái đường, những cái vết dập nổi, cái vết dập á, giống như cái vết gòi đó các anh chị, hình vảy cá, nhìn rất là độc đáo. Tôi thấy cái lồng nè, cái lồng nó như trắng bạc vậy đó. Đáy nó có cái truyện ký và cái ấn truyện của cái nghệ nhân và cái nhà sản xuất. Cao 9.5, đường kính miệng là 9.5, cái đường kính thân nó to hơn, đường kính thân nó 11, mã sản phẩm là H2, giá 200k. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái quả cầu bằng gốm, trên thân nó vẽ sơn thủy. Hai cái quả cầu này nó được chế tác hoàn toàn thủ công, sơn thủy, nó vẽ theo cái phong cách sơn thủy á, thủy mặc á. Đây là những cái vết rạn do cái quá trình nung gốm, chứ không phải là cái vết nứt nha các anh chị, cái vết nứt do tự nhiên nha. Đây là cái vết lỗi men á, giống như trong quá trình nung gốm thì nó giãn nở không có đều. Cái đường kính là 4, mà sản phẩm là H3, giá 120k trên cặp. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái chăn nến bằng đồng nguyên khối của Nhật, rất là đẹp. Này là hai cái chăn nến ở miền Nam gọi là cái đèn cầy đó, nến ở miền Nam thì gọi là đèn cầy, miền Bắc miền Trung gọi là nến. Này là nó chất liệu là cái đồng nguyên khối tự nhiên. Cái màu này được người Nhật họ sơn lên để chống oxy hóa rất là tốt. Cái cốt nó dày, nguyên khối nó rất là nặng cho nên nó rất là vững. Đồng rất là dày, dày có 3 ly á, tiếng gõ rất là chúng ta thấy tiếng gõ nó vang như chuông vậy đó, chứng tỏ là cốt nó rất là dày, là dày đó. Nó cao 6, đường kính là 5, mã sản phẩm là H4, giá 250k trên cặp. Tiếp theo là một cái bộ sản phẩm rất là đẹp, một cái bộ chén gốm. Một cái bộ chén gốm.
tạo hình cá nhìn rất là dễ thương. Bộ chén gốm nè, một cái bộ chén gốm phủ men rạng tạo hình cá nhìn cực kỳ dễ thương. Cái chén này các anh chị có thể là để đựng cái nước chấm, đựng các loại nước chấm bày trên bàn ăn thì nhìn rất là độc đáo. Ngoài ra hai bên cái chỗ cái vây này nè, nó có những cái khe, thậm chí các anh chị dùng làm cái gạt tàn nhỏ nó cũng đẹp nữa, rất là độc đáo. Đáy nó phủ cái men màu nâu, có cái thì nó không phủ men nâu. Đây, đáy nó có cái ấn triện nhìn rất là độc đáo. Này chúng ta bày trên bàn ăn rất là dễ thương. Nó cao 4.5, dài là 13, rộng 9.5, mã sản phẩm là H5, giá 30k trên cái, shop có 8 cái. Cái chứ không phải 8. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái hộp đựng đũa. Hai cái hộp đựng đũa. Cái này nó phỏng sơn mài nha các anh chị, nó chất liệu của cái hai cái hộp này nó là nhựa. Nhưng mà nó chế tác theo cái lối cũng là gần giống sơn mài. Có điều thì cái chất liệu này nè, nó là nhựa, nhưng mà cái phần này nè, cái phần mà vẽ vàng này nè là nó cũng được khắc âm nhẹ vào trong cái cốt, sau đó thì nó mới phủ vàng lên. Vàng này nó phủ là vàng thật nha các anh chị, nó vẽ tùng trúc đào, rất nhìn rất là tinh tế, màu giống như sơn son thiếp vàng vậy đó, nhìn rất là đẹp. Họa tiết này nó cũng được vẽ thủ công, nó vẽ khắc âm nhẹ vào trong cái cốt cốt nhựa đó, sau đó thì nó mới phủ cái vàng thật lên. Cái hộp này nè, nó có cái ngăn kéo ra như thế này. Đây, trong cái ngăn này nó sẽ có cái phần để nó ngăn hai cái đôi đũa. Một số anh chị thì dùng cái này nè để đựng bút mà viết thư pháp đó. Đây chúng ta thấy nè, đó, đây nó có cái ngăn rất là hay. Cái hộp này nó còn mới, rất là mới, rất là đẹp. Nó dài là 26 năm, rộng 5.7, cao 3.5, mã sản phẩm là H6, giá 120k trên cái. Sản phẩm tiếp theo cũng là một cái sản phẩm cực kỳ đẹp. Một cái bộ tách sứ Yoshino. Cái bộ tách sứ thấu quang Yoshino. Một cái bộ tách này nó theo cái phong cách trà chiều của châu Âu. Trà chiều thì nó xuất phát từ cái hoàng gia của Anh. Này shop có 6 bộ mà cái này chỉ để được 5, mà để đưa vừa đủ có 5 bộ. Một cái bộ tách Yoshino tách trà theo cái phong cách cổ điển của châu Âu. Này thì các anh chị có thể dùng để uống cà phê, cà phê nóng, cà phê sữa, sữa nóng buổi sáng đó, hay là trà nóng, trà chiều, trà hòa tan, dáng rất là sang. Trên thân của cái tách này nè,
nó vẽ cái họa tiết là lúa mạch, cái bông lúa mạch, đặc biệt là cái họa tiết lúa mạch này nó được mạ vàng, mạ vàng 22K, họa tiết nó được vẽ nổi 3D nha các anh chị, vẽ nổi 3D, ta thấy trên cái tay cầm nó cũng được mạ vàng luôn, chúng ta thấy vàng thật á, nó ra ngoài ánh sáng đèn á, nó sẽ không có hắt sáng mà nó hấp thu. Đây Yoshino China có nghĩa là sứ Yoshino, trong cái thuật ngữ chuyên môn China có nghĩa là sứ, do sứ nó bắt nguồn từ từ Trung Quốc, cho nên chúng ta thấy là trong cái tiếng Anh China và trong cái gốm sứ đó thì nó chỉ về sứ, nó khác như que hay là porcelain đó là gốm. Đây chúng ta thấy cái cốt sứ thấu quang rất là đẹp, cốt mỏng thấu quang rất là đẹp luôn, tôi thấy nó như cái bóng đèn khi mà đưa vào sáng đó. Dĩa nó cũng vẽ cái họa tiết là cái lúa mạch, họa tiết này nó được vẽ nổi nha, sao nó phủ vàng rất là dày, cái lớp mạ vàng rất là dày. Đây, cái thương hiệu nè, nó nằm trong hai cái nhánh Âu Lưu. Tách này nó cao 5.7, đường kính là 9.5, cái dĩa lót đường kính là 14 năm, mã sản phẩm là H7, giá 90k trên một set. Shop có 6 set, một set nó gồm có một dĩa và một cái cốc như thế này. Bộ này bên ngoài nó sang, rất là sang, sang hơn trong video do cái màu của phông nền của shop đó. Những cái mà sản phẩm nó hơi có cái màu nhạt thì nó lại không có đẹp như thực tế, do cái phông nền nó trắng cho nên những cái sản phẩm màu nhạt nó không có nổi bật. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bàn tính bằng gỗ của Nhật rất là đẹp luôn. Cái bàn tính này là cái bàn tính là cái size lớn nhất này, hiếm gặp cái size này nè, cái size này nó lớn nhất nè, nó chế tác hoàn toàn bằng gỗ hết tất cả các anh chị, tất cả các chi tiết đó nó chế tác hoàn toàn bằng gỗ hết, từ những cái hạt tính này. Chúng ta thấy từ cái việc mà chế tác nên những cái hạt tính này thôi nó đã là một cái kỳ công rồi, từ gỗ mà chế tác lên những cái hạt bé xíu đều tâm đắc như thế này đó là một cái kỳ công. Toàn bộ chúng ta thấy nè, những cái thanh trong này nè nó bằng gỗ hết, và nó được giống như kiểu thuật kỹ thuật mà giống như mộng với ngàm đó. Đây nó cố định bằng những cái đinh nè, bằng sừng. Hệ thống ngàm mộng ngàm rất là chắc chắn, rất là công phu. Những cái này decor rất là đẹp, cái này nó còn mới, rất là mới luôn, được bảo quản tốt cho nên nó rất là mới. Nó dài là 38 năm, nó rộng là 6.5, mã sản phẩm là H8, giá 350k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dĩa sơn mài rất là đẹp, cái này dĩa một cái dĩa sơn mài này nó giống một cái bức tranh sơn mài hơn, tranh sơn mài xưa, nó vẽ cái cảnh sơn thủy rất là tinh tế luôn, chúng ta thấy giống như một cái bức tranh sơn mài đó các chị. Họa tiết được vẽ rất là đẹp, bên ngoài cái màu sắc nó trầm nó đẹp lắm, do ở đây nó bị ánh sáng đèn bên ngoài, cái nhìn nó, cái bức tranh này nhìn nó cũ kỹ, nó mang cái nét thời gian trầm mặc lắm, ở đây sao bị cái ánh sáng đèn nó mạnh quá đi, cái bức tranh nó hơi sáng màu hơn so với thực tế. Ở phía trên nó có cái chuyện ký của nghệ nhân á, nó được khắc âm vào trong cái cốt gỗ,
Cái tranh này nó không phải vẽ không, mà nó là cái họa tiết nó được khắc khắc thủ công, sau đó nó mới được phủ màu lên trên. Chúng ta thấy mang một cái nét gì đó nó rất là thanh bình. Thì chúng ta thấy ánh sáng nó, nếu mà ánh sáng nó về cái bức tranh nó như thế này nè, cái màu sắc nó rất là trầm. Bên ngoài nó khắc cái họa tiết hoa cúc. Ở đây nó có một số vết trầy của cái màu sơn nè. Sơn mài là một cái kỹ thuật cổ của người Nhật. Nó rất nhiều lớp sơn. Ở đây nếu chúng ta thấy chỗ cái tróc này nè, nó rất là nhiều cái lớp sơn luôn. Cái này các anh chị có thể dùng, chúng ta treo như một cái bức tranh decor, hoặc là chúng ta dùng làm cái khai trà. Cốt nó rất là dày, cốt nó dày 2,5 cm, nó rộng là 27, nó hình vuông, nó rộng 27, mà sản phẩm là hấp dính, giá 150k. Sản phẩm tiếp theo là một cái bộ sản phẩm rất là đặc biệt, một cái siêu phẩm, một cái bộ dĩa pha lê, một cái bộ dĩa pha lê của Nhật. Cái pha lê này nó của cái thương hiệu Hoya, Hoya Risto. Đây, để nó hơi khó thấy. Hoya Risto. Hoya là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Nhật về chế tác thủy tinh, pha lê và cả là sứ, nhưng mà nó mạnh nhất là về pha lê và thủy tinh. Những cái dòng sản phẩm này nè, nó độc đáo ở chỗ đó là nó phỏng theo những cái loại hoa hay là những cái loại động vật. Ở đây thì cái dòng này là nó phỏng theo cái hoa. Cái hoa này nó giống cái hoa rau dừa cạn, hoa này nó được chạm 3D. Mặt sau này nè, nó được chạm nổi 3D, cho nên khi mà chúng ta nhìn vào ở ở từ trước vào đó, nó giống như là cái đó hoa là nó nổi lên vậy đó, nhìn rất là sống động, cực kỳ sống động, và nó mang một cái màu sắc là giống như là cái dĩa này nó được chế tác từ băng vậy đó các anh chị. Cái cách phối màu của họ, cái cách chế tác của họ như thế nào mà chúng ta nhìn vào giống như là cái dĩa này nó được chế tác bằng băng vậy đó, từ những cái tảng băng trong suốt vậy đó. Mà cái hoa thì nó cực kỳ là sống động. Và chúng ta biết không, pha lê đó là những cái sản phẩm rất là cao cấp. Pha lê là những cái sản phẩm rất là cao cấp, so với thủy tinh thì pha lê là một cái sản phẩm rất là cao cấp. Sở dĩ tại vì ở Việt Nam nó chúng ta chưa có tiếp xúc nhiều, cho nên chúng ta chưa đánh giá được hết cái giá trị của nó. Chứ thật ra thì những cái sản phẩm này nếu mà ở Nhật, châu Âu thì nó rất là đắt đỏ, vô cùng là đắt đỏ luôn. Dĩa này mà các anh chị trưng bày trên cái bàn ăn thì rất là sang. Thậm chí các anh chị trưng bày á, trong cái những cái không gian mà màu gỗ hay là trầm đó, nó như cái bức tranh vậy. Có một số anh chị chúng ta treo trên cái tường tường ván hay là cái tường gỗ hay là cái tường mà gạch mộc á, nhìn nó như bức tranh vậy. Đường kính là 17 năm, mà sản phẩm là H10, giá 80k trên cái. Shop có nguyên bộ 5 cái, rất là hiếm gặp này, nó còn mới nguyên. Hoya là một cái thương hiệu rất là lớn của Nhật, chế tác cái thủy tinh và pha lê. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái nồi bằng sứ,
Cái nồi này cái chất liệu nó bằng sứ, hoàn toàn bằng sứ nha các anh chị. Cái nắp là nó bằng thủy tinh chịu nhiệt. Cái thân của nồi này là nó bằng sứ luôn, sứ nguyên khối, nó của thương hiệu Iwaka của Nhật. Cái dòng này nó có hai thương hiệu, một cái thương hiệu của Mỹ và một cái thương hiệu của Nhật. Nó nấu trực tiếp được trên lửa. Cái nồi này các chị nấu trực tiếp trên lửa là chúng và chúng ta đem ra cái bàn ăn đó thì nó rất là sang. Ví dụ như các anh chị chưng hấp hay nấu rồi chúng ta đem trực tiếp ra bàn ăn luôn à. Rất là sang. Rất là tiện luôn. Và nó cực kỳ an toàn. Người Nhật thì họ rất là chú trọng tới vấn đề an toàn về sức khỏe, cho nên những cái chất liệu mà họ tạo nên cái sứ cũng như cái màu này nè là nó đảm bảo tuyệt đối an toàn, cho nên những cái sản phẩm của Nhật đó rất là được các anh chị mà sử dụng cho gia dụng đó rất là thích. Màu sắc rất tinh tế ở đây, nó đáy nó có cái thương hiệu của Iwaka nhưng mà nó hơi khó thấy, nó mờ. Cái nắp nó bằng cái thủy tinh rất là dày. Cái cốt nó rất là nặng các anh chị, cách chắc chắn vô cùng. Nó cao tới cái nắp luôn là 12. Cao tới cái vành là 7.5. Cái đường kính của nó là 18. Mã sản phẩm là H11, giá 380k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bức tranh, một cái bức tranh gỗ, một cái bức tranh gỗ. Cái tranh này nó được điêu khắc theo cái kỹ thuật truyền thống trên một cái vùng đảo của Nhật. Nó thể hiện cái chủ đề là bách niên gia lão. Cái hình ảnh có cái người này nè, cái ông lão này chúng ta thấy hay gặp trên cái dĩa những cái họa tiết tranh lụa, tranh cuộn đó. Này cái vị này giống như là cái ông tổ ngày mọc vậy đó. Họa tiết này nó được khắc hoàn toàn thủ công nha các anh chị. Rất là đẹp. Đây nó có cái mộc của nghệ nhân nè, chỗ cái nhãn của nghệ nhân nè. Đây, cái tranh này các anh chị treo tường á, nó có ở trên này nó có hai cái móc, cái dây để treo tường nè. Rất là đẹp. Này nó được chế tác hoàn toàn thủ công. Này chúng ta đi co đẹp lắm. Nó dài là 33. Rộng là 26, mã sản phẩm là H12, giá 300k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dĩa gỗ nguyên khối rất là đẹp. Cái dĩa gỗ nguyên khối rất là đẹp luôn. Cái dĩa này nó còn mới nguyên hộp, nhưng mà khi vận chuyển thì shop sẽ bỏ cái hộp để nó gọn, nó đỡ cái phí. Lòng nó khắc cái hoa lan. Họa tiết này nó được khắc âm vào trong cái cốt gỗ á. Khắc thủ công, âm vào cái cốt gỗ rất là tinh tế. Cái gỗ này rất là dày luôn. Rất là đẹp, nhìn cái dáng nó giống như cái dầm vậy các anh chị. Sử dụng làm cái dầm cũng rất là hợp. Cao 4.3, đường kính là 21, mã sản phẩm là H13, giá 150k. Sản phẩm tiếp theo cũng là một cái sản phẩm rất là độc đáo. Này, một cái bức tranh. Cái này một cái bức tranh. Và bức tranh này là một cái bức tranh, cái chất liệu rất là đặc biệt, một cái bức tranh điêu khắc bằng da, tranh nghệ thuật mà bằng da đó, chất liệu của nó là da thật các anh chị. Nó tạo hình một cái cậu bé châu Âu trong cái trang phục xưa,
giống như trong những cái chuyện cổ tích vậy đó. Chất liệu của nó là da nha, da này thường thì là da cừu, da cừu hoặc là da bò, đa số là da cừu. Nó được chạm nổi 3D, tranh này chúng ta thấy cậu bé đây nè, nó được chạm nổi 3D. Đây là một cái loại hình nghệ thuật là khá là hiếm gặp. Ở dưới này nó có tên của nghệ nhân nè, Yoshino Oka. Đây nè, tên của cái tác giả nè. Nó hơi khó thấy do cái đây, Yoshino Oka. Đây là một cái loại hình nghệ thuật nó rất là độc đáo và nó khá là hiếm, rất là hiếm. Trước giờ shop chỉ có một hai sản phẩm như thế này thôi, nó rất là hiếm gặp. Đây là một cái nghệ thuật hiếm nè. Chúng ta thấy những cái ví, những cái túi mà bằng da mà chạm đó, chỉ chạm thôi nha các chị, chứ không có được dập nổi như thế này đâu, không có được mà làm nổi 3D như thế nào đâu, thì nó giá nó đã cực kỳ đắt đỏ rồi. Để phối cái màu trên da nó rất là khó, và để làm cho da mà nổi 3D lên thế này thì nó còn khó nữa. Cái khung nó là khung gỗ tự nhiên nha, khung gỗ hoàn toàn tự nhiên, khung gỗ rất là dày. Tranh này nó đi coi rất là độc đáo, nó dài, cái khung này nó dài 32, nó rộng là 28, mã sản phẩm là H14, giá 400k. Sau hình tiếp theo đó là một cái nồi men. Cái nồi này gọi là cái nồi men. Nó là cái nồi kim loại tráng men. Nồi kim loại tráng men rất là đẹp. Trên thân nó vẽ cái hoa rất là tinh tế. Nắp nó là cái thủy tinh chịu lực, chịu nhiệt, xin lỗi, thủy tinh chịu nhiệt. Đây là một cái dòng sản phẩm nó rất là sang trọng. Cốt nó là kim loại, sau đó nó được phủ men. Vành này nó bọc đồng. Nồi nếu nó còn mới nguyên, mới nguyên chưa sử dụng, mới nguyên hộp. Mà shop bỏ cái hộp rồi. Vận chuyển cái hộp nó rất là cồng kềnh, tốn phí nhiều lắm. Còn mới nguyên luôn, không có một bất cứ một cái vết trầy nào cả. Rất là đẹp. Ta biết cái dọc này thì các anh chị mà xài đồ gia dụng Nhật thì rất là thích cái dòng này nè, phủ men còn mới nguyên. Nồi này nếu mà tính luôn cái nắp á, là nó cao 17, cao tới cái vành là 10, đường kính là 20.5, mã sản phẩm là H15, giá 750k. Tiếp theo đó là một cái siêu phẩm, cái này gọi là siêu phẩm là hoàn toàn chính xác nè. Một cái bình gốm, một cái bình hoa gốm Somayaki cổ, cái này gọi là cổ. Cái dòng Somayaki này rất là hiếm gặp, cái giờ cái dạng này nè. Những anh chị hoặc là những cái bạn mà bán gốm mà nếu mà không có kinh nghiệm á, hoặc chưa từng không tìm hiểu về những cái chuyện hay là những cái sản phẩm của Soma thì rất rất người rất ít người nhận ra được cái sản phẩm này là của Soma. Soma thì chúng ta chỉ thường gặp nó ở cái dạng là những cái sản phẩm men rạng có vẻ ngựa. Thật ra thì Soma nó rất đa dạng, nó có những cái sản phẩm phủ men kiểu thiên mực long thỏ, những cái phần sản phẩm xù xì, và đa số chúng tôi thấy cái cốt gốm mà những sản phẩm mà xù xì nó nằm ở dạng cốt gốm này nè. Cái phần này nó không hề phủ men, cái
Cái bình này nó độc đáo ở chỗ, một là nó là cái dạng hiếm, hai nữa là kích thước nó rất là to. Thường chúng ta thấy cái bình Soma nó rất là ít cái sản phẩm to, nhưng mà những sản phẩm to mà về đến Việt Nam thì nó vô cùng đắt đỏ. Ba nữa đó là đây là một cái kiểu men đặc biệt của dòng Soma, thân dưới này nó được tạo hình xù xì, không phủ men, nó tạo hình thủ công. Mới thấy nè, để tạo được những cái vết xù xì như thế này, đó là một đòi hỏi cái nghệ nhân là những người cực kỳ có cái kinh nghiệm thô nhưng tinh tế mới là cái vấn đề khó. Còn nếu những sản phẩm bóng bẩy mà đẹp thì nó dễ rồi, những cái sản phẩm mà thô ráp xù xì nhưng mà nó mang cái nét tinh tế thì đó mới là cái chuyện khó. Ở đây chúng ta thấy nè, men nó chỉ phủ lon lỗ một phần thôi, men chảy mà chúng ta hay gọi là cái men men kiểu lông thỏ đó, chúng ta gọi nôm na là men chảy, chảy một cách ngẫu hứng trên cái nền gốm mộc. Ở phía này nó được nghệ nhân họ khắc khắc giống như những cái vách núi. Ở trên này thì nó phủ cái men rạng, nhưng mà nó không phải là cái kiểu men rạng mà chúng ta thường gặp trên cái dòng Soma. Men nó phủ cả trong lòng này. Ở đây chúng ta thấy nè, những cái vết nặng tay, tức là cái vết mà chế tác đó, trong quá trình chế tác là những cái vết nặng tay, vuốt tay của nghệ nhân đó, cái dấu vân tay của nghệ nhân nó còn in trong cái lòng của cái bình này nè. Ta thấy cái kiểu men vô cùng ấn tượng. Và cái bình này nó tạo hình xù xì giống như một cái vách núi vậy đó. Nhìn rất là độc đáo luôn. Ta thấy nè. Cái họa tiết xù xì trên cái thân này nè, nhìn rất là ấn tượng. Rất là đẹp. Nhìn vào chúng ta thấy giống như cái vách núi vậy. Những cái bạch của cái vách núi giống như cái bạch của vách núi mà nó được ngăn cách bởi những cái cấp. Soma là một cái dòng gốm cực kỳ danh tiếng, có thể nói là một trong những cái dòng gốm quốc bảo của Nhật đó. Nó nằm ở cái vùng Fukushima. Đây, đây là cái ấn truyện này. Đây nó có hai cái ấn truyện. Một cái ấn truyện trong cái mộc vuông, và một cái ấn truyện nó hình giống như cái hình móng ngựa bằng chân ngựa đó. Đây, nó có chữ mã ở dưới nè. Đây, chúng ta thấy cái chữ mã ở dưới đó. Ấn tượng rất là rõ ràng. Đáy nó được khắc, chúng ta thấy phần này là cái vật khắc tạo hình. Đây cũng vậy, khắc rất là công phu. Cái bình này đó, nó có cái điểm trừ đó là hai bên thân này nè, nó có hai cái vết tóc rất là già cộ, rất là dài, khoảng tới đây. Vết tóc chỗ này, bên đây nó cũng có vết tóc bên đây. Cho nên cái bình này, nhưng mà cái chủ nhân trước đó họ trân trọng, họ dán lại rồi. Cho nên về cái mặt thẩm mỹ đó là cái bình này nó gần như là nó lành. Và những cái bình này thì không không dùng để cắm hoa, mà có những cái bình này là bản thân nó là một cái tác phẩm nghệ thuật rồi. Cho nên những cái bình này chủ yếu là dùng để trưng bày. Nếu mà xét về mặt thẩm mỹ thì cái bình này nó gần như là nguyên vẹn, nó có hai cái vết tóc dài, nhưng mà về mặt thẩm mỹ thì nó gần như là nguyên vẹn, rất là đẹp. Từ dáng tới da tới tuổi, bình này sâu tuổi. Dòng và cái dòng Soma thì có thể nói cái bình này là một trong những cái dạng gọi là độc bản, không có sản phẩm thứ hai. Bình này nó cao 26 năm, đường kính miệng là
trên này đường kính miệng 13. Dòng bụng là 69 năm. Mã sản phẩm là H16, giá 1.450.000. Sản phẩm tiếp theo, đó là một cái sản phẩm rất là đẹp, một cái bình hoa gốm. Một cái bình hoa gốm. Cái bình này nó thuộc về cái dòng giống như cái dòng Shibuya đó các anh chị. Cái bình này cái dáng rất là độc đáo. Nó tạo hình sushi với cái thân ngoài nó được khắc họa tiết đại bàng. Đại bàng đậu trên cái đang đang tung cánh trên một cái cây tùng. Họa tiết này nó được khắc hoàn toàn thủ công, khắc nổi 3D. Đại bàng nó tượng trưng cho cái sự mạnh mẽ. Nó đậu trên cây tùng, cây tùng nó thể hiện cho cái sự vững chãi. Vững chãi và trường tồn. Tùng là một cái loại cây nó tượng trưng cho cái sự trường tồn. Đại bàng thể hiện cho cái sự mạnh mẽ. Cái ý nghĩa của cái bình này thì nó mang cái ý nghĩa là sự mạnh mẽ, là ý nghĩa là sự mạnh mẽ và trường tồn. Ý nghĩa rất là hay. Đại bàng là chúa tể bầu trời. Cái bình này nó được khắc hoàn toàn thủ công như cái khắc nổi 3D rất là đẹp. Đây chúng ta thấy nha. Cái này giống như là cái kỹ thuật điêu khắc trên gốm. Chúng ta thấy nhìn đại bàng nè, nhìn con cái họa tiết nè. Nhìn rất là sống động luôn. Vô cùng là sống động. Đây, cái móng nè. Rất là mạnh mẽ. Toàn bộ chúng ta thấy chỉ riêng cái phần điêu khắc này thôi thì đây là một cái tác phẩm nghệ thuật rất là lớn. Cái thân cây tùng nè được khắc xù xì, đây là tán tùng. Và toàn bộ cái nền của cái bình này nè, nó được khắc giống như là những cái luồng gió mà nó thổi trên cái bầu trời vậy đó. Nó thổi xuyên qua cái giống như gió mà ở trên cao đó, nó thổi làm cái cho cái tán tùng này nè nó nghiêng về một phía, và cái cánh đại bàng này nè nó thể hiện cái sự mạnh mẽ. Toàn bộ cái bình này nó được khắc thủ công hết, chúng ta chỉ tính riêng cái phần mà điêu khắc thôi, nó đã là một cái tác phẩm rất là lớn rồi. Bình này thì quay á, trên video clip á, thì nó không có thể hiện hết được cái vẻ độc đáo. Khi mà chúng ta tiếp xúc bên ngoài đó, chúng ta nhìn thực tế và chúng ta sờ vào những cái tác phẩm gốm đó, chúng ta mới thấy được cái độc đáo của nó. Đáy nó có cái chữ ký của nghệ nhân âm vào trong cái cốt gốm này nè, nhưng mà nó bị phủ men, cái đáy này nó được phủ men. Cho nên cái phần men nó nằm phủ lên trên cái truyện luôn. Truyện ký tay của nghệ nhân á. Bình này cốt rất là dày, cực nặng. Cao 25. Đường kính miệng là 11 năm. Dòng bụng là 57 năm. Mã sản phẩm là H17, giá 2.450.000. Này giống như một cái tác phẩm điêu khắc trên gốm vậy các anh chị, cực kỳ đẹp. Tiếp theo đó là một cái siêu phẩm, một cái siêu phẩm Bizen. Một cái bình hoa gốm Bizen rất là đẹp luôn, cực to. Một cái bình gốm Bizen siêu to khổng lồ.
Thường thì những cái sản phẩm bizen chúng ta chỉ hay gặp là những cái ly, những cái ấm trà, những cái bình hoa cái dạng ốm cao nhỏ nhỏ thôi, rất hiếm gặp cái những cái sản phẩm bizen cực to như thế này. Bizen là một cái dòng gốm cổ vô cùng nổi tiếng ở Nhật, và không chỉ ở Nhật mà nó được rất nhiều các mà anh chị những cái nhà sưu tầm gốm sứ ở Việt Nam hay là các nước đó, đánh giá rất là cao và rất là thích để sưu tầm dòng này. Dòng này nó mang một cái vẻ gì đó nó mộc mạc nhưng lại rất là tinh tế. Gốm mộc nó mang cái hơi thở của đất trời, nó mang cái nét gì đó nó gần gũi, nó làm cho cái chúng ta nhìn vào cái tác phẩm nhìn nó mang cái nét gì đó nó gần gũi và thư thái. Bizen là cái dòng gốm có lịch sử hàng ngàn năm. Trong lịch sử hàng ngàn năm đó thì bizen nó không hề phủ men. Màu sắc trên sản phẩm là tổng hòa của nhiều yếu tố, trong đó là cái thành phần khoáng trong đất, chất liệu nung nó gồm có cây cây thông, và trong cái quá trình nung thì nhựa thông nó kết hợp với tro than, và cái nhiệt độ cũng như là vị trí của sản phẩm trong cái lò than lò nung đó mà nó tạo ra cái màu sắc khác nhau. Và cái hoa văn của lửa, đây chúng ta thấy những cái hoa văn của lửa nè, hay gọi là cái vết hỏa biến đó, tức là biến đổi do tác động của lửa đó mà nó tạo nên những cái màu sắc và cái hoa văn đặc biệt khác nhau. Cho nên mỗi cái tác phẩm bizen nó là một cái tác phẩm độc bản, nó được nung ở nhiệt độ khoảng 1.500 độ C, cho nên nó rất là đứng cứng đanh. Và để chế tác ra những cái sản phẩm bizen như thế này, để một tác phẩm mà nó ra đời đó, thì không phải cái sản phẩm bizen nào khi mà nung rồi nó cũng cũng thành sản phẩm đâu. Ở Nhật thì nó có cái nghĩa địa gốm bizen, tức là sao, khi mà đưa vào lò nung rồi đó thì ví dụ trong 100 sản phẩm thì rất là nhiều sản phẩm nó không có thành hình được, nó sẽ bị nứt vỡ cong vênh, nó bị bể do cái tác động của lửa rất là lớn. Cho nên rất là nhiều những cái sản phẩm bizen mà khi mà đưa vào lò nung rồi đó, nó sẽ mãi mãi nó nằm lại, chỉ một số ít sản phẩm nó được ra lò thôi. Cho nên bizen nó rất là quý là ở chỗ đó. Đây là cái chữ ký của nghệ nhân nè. Cái bình này cái dáng bụng to tròn, cái miệng nhỏ, mà ở Việt Nam chúng ta hay gọi là cái bình hút lọc đó, nó thể hiện cho cái sự mong ước ấm no đầy đủ. Cái bình này nó nặng khủng khiếp các anh chị, nặng rất là nặng. Bizen mà to như thế này thì là cực hiếm. Các anh chị mà tất cả những cái shop gốm sứ mà các anh chị kiếm được những cái bình bizen như thế này đó thì đếm trên đầu ngón tay á, rất là hiếm luôn, cực kỳ hiếm. Và cái bình này cái dáng rất là hay, cái dáng rất là thanh, nhìn nó giống như cái quả đào vậy các anh chị, giống như cái quả đào. Quả đào nó tượng trưng cho cái sự trường thọ. Cái bình này nó chế tác mô phỏng thì cái quả đào thọ hút lọc, có nghĩa là hút. Bình này nó cao 30, đường kính miệng là 11 năm, chưa tới 11 năm, khoảng 11. Dòng thân là 90.5, mã sản phẩm là H18, giá 2.150.000. Phiên bán hàng của ngày 17 tháng 3 đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý khách đã theo dõi và ủng hộ. Xin trân trọng kính chào.